ù tai sau sinh. Sau khi vượt cạn, chắc hẳn cơ thể mẹ bầu không tránh khỏi sự suy nhược. Bên cạnh đó còn gặp tình trạng mệt mỏi, đau đầu, đặc biệt là ù tai. Ù tai sau sinh gây ra nhiều sự khó chịu cho mẹ bầu. Nhưng nếu tình trạng này kéo dài thì cần phải đặc biệt lưu tâm. 1. Ù tai sau sinh là gì? Là hiện tượng các mẹ có thể nghe được tiếng ồn khác nhau. Có người nghe được tiếng ve kêu, người thì nghe được tiếng gió thổi, người khác lại nghe được âm thanh ồn ào như tiếng radio mất sóng, tiếng nước chảy, tiếng chuông ngân. Ù tai sau sinh tuy không phải bệnh lý nguy hiểm, nhưng nó khiến chị em cảm thấy khó chịu và mệt mỏi. Ù tai nhiều và kéo dài sẽ kéo theo tình trạng đau đầu, thậm chí dẫn đến bệnh trầm cảm, suy giảm thính lực hoặc điếc. Bởi vậy, nếu gặp tình trạng ù tai sau sinh, các mẹ nên lưu ý để có những biện pháp khắc phục sớm, tránh những hệ lụy đáng tiếc xảy ra. 2. Nguyên nhân gây nên tình trạng ù tai sau sinh. Theo các bác sĩ, tình trạng ù tai của người mẹ là điều bình thường khi gặp phải, thế nhưng điều đó cần được khắc phục triệt để, tránh gây ra cảm giác khó chịu, ngứa ngáy khi nghe phải những âm thanh lạ, lạo xạo bên tai. Có rất nhiều nguyên nhân khiến các mẹ gặp phải tình trạng này như suy nhược cơ thể sau sinh, tiếp xúc quá nhiều với tiếng ồn, quá trình vệ sinh chưa đúng trong thời kỳ mang thai, mẹ mắc bệnh về tai,